bị chê bai khi thử sức với ca hát, Trương Mạn Ngọc sống trong ám ảnh. Mọi thứ diễn ra qua đỗi xuân sẻ, và tôi chưa từng phải trải qua một biến cố lớn nào trong cả công việc và cuộc sống. Trương Mạn Ngọc chia sẻ trong một chương trình truyền hình thực tế mới lên sóng có tên Master in the House quản gia. Thế rồi tới năm 2014, nữ diễn viên quyết định thử sức với lĩnh vực ca hát, và lần đầu khoe giọng tại một festival âm nhạc. Trương Mạn Ngọc thể hiện ca khúc, điểm mật mật gắn liền với giọng ca của nữ ca sĩ quá cố đặng lệ quân. 1953 đến 1995. Ngay lập tức, cộng đồng mạng chê bai chỉ trích giọng hát của Trương Mạn Ngọc. Ca khúc này chính là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh cùng tên, điềm mật mật 1996, phim có Trương Mạn Ngọc đóng chính. Trong phim, Trương Mạn Ngọc vào vai Lý Kiều, một cô gái trẻ mới bắt đầu cuộc sống tự lập ở thành phố lớn, cô gặp và dần dần đem lòng yêu Lê Tiểu Quân, một thanh niên có nhiều điểm tương đồng về cảnh ngộ giống như cô nhưng lại đã có người yêu hẹn ước ở dưới quê. Thời gian trôi qua, dần dần cuộc sống của hai người đẩy họ đi xa, theo những ngã rẽ khắc nghiệt khác nhau, nhưng trong lòng họ, tình cảm từng dành cho nhau chưa bao giờ bị lãng quên. Khi thể hiện lại ca khúc nhạc phim, mà mình từng đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim ấy, Trương Mạn Ngọc không ngờ cô lại bị phản ứng mạnh tới vậy, từng nhận xét chê bai, chỉ trích của cư dân mạng mà Trương Mạn Ngọc đã đọc được, cô vẫn còn nhớ cho tới hôm nay. Sự việc bị xem là cú sốc lớn đối với Trương Mạn Ngọc, một nữ nghệ sĩ vốn được ưu ái, trân trọng và đánh giá cao. Cô bị suy sụp ngay sau đó, tôi khóc suốt vài ngày sau khi festival âm nhạc diễn ra. Tôi quá buồn bởi tôi đã quen được đối xử trân trọng và mọi bước đường sự nghiệp trước đây đều suôn sẻ, thuận lợi. Trương Mạn Ngọc cũng tiết lộ rằng khi cô quyết định thử sức với âm nhạc, cô đã mất đi một số người bạn trong lĩnh vực phim ảnh, họ mắng tôi vì sai lầm đó và tôi cần khoảng một năm mới có thể thực sự đứng lên và cảm thấy mình vẫn ổn. Tôi từng cảm thấy xấu hổ khi gặp bất kỳ ai ở tại thời điểm ấy. Sau sự cô ấy, khi đã bình tĩnh lại, Trương Mạn Ngọc có được cái nhìn tươi mới hơn. Sau khi đi qua sự việc, tôi cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ tôi cảm thấy như thể mình không còn sợ hãi điều gì nữa. Tại sao tôi không được phép thử chơi đùa một chút? Tại sao lại bị tác động bởi những phán xét của một số người? Tôi nghĩ như vậy là không đúng. Tôi sẽ tiếp tục vui chơi, thử nghiệm những gì mình thích trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi sẽ thử nghiệm cho tới ngày tôi không còn có thể thử nghiệm được nữa. Master in the House là một chương trình truyền hình thực tế đưa những gương mặt trẻ mới tham gia showbiz tới ở với những ngôi sao đã thành danh trong nền công nghiệp giải trí để những bạn trẻ này có thể học hỏi kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm nghề từ các bậc tiền bối. Bích Ngọc. Theo Asia One, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.